Chào bạn, tôi là Thúy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Và video ngày hôm nay thì Nga sẽ chia sẻ đến bạn một sản phẩm mà Nga thấy rằng hầu như gia đình nhà nào cũng có. Và đặc biệt nếu như gia đình bạn có người lớn tuổi thì nên có sẵn sản phẩm này trong nhà. Vâng, đó chính là sản phẩm dầu xoa bóp nóng Shinshin Hàn Quốc. Được sản xuất chính hãng tại Hàn Quốc và với dung tích là 90ml. Bạn có thể thấy quy cách đóng gói vô cùng là nhỏ gọn và dễ dàng thuận tiện khi chúng ta sử dụng đúng không ạ? Nhưng nhỏ mà có võ, bởi vì công dụng của sản phẩm này vô cùng tuyệt vời. Nếu như mà bạn đang bị đau cơ, đau khớp, đau lưng, đau dây thần kinh thì sản phẩm này nó sẽ giúp cho bạn cắt giảm các cơn đau vô cùng nhanh chóng. Bạn chỉ cần thoa sản phẩm này lên vùng mình muốn giảm đau và xoa bóp nhẹ nhàng giúp cho sản phẩm thẩm thấu vào vùng đau đó thì nó sẽ giúp cho bạn cắt các cơn đau ngay lập tức. Và nếu như bạn chơi thể dục thể thao hay là làm các công việc lao động nặng nhọc mà gây lên bị bầm tím hay bong gân thì khi sử dụng sản phẩm này nó cũng sẽ giúp cho bạn đánh tan được các vết bầm tím và vấn đề bong gân của chúng ta cũng sẽ được thuyên giảm theo. Vâng, ngoài ra nếu như bạn đang bị đau vai gáy thì đây chắc chắn là sản phẩm sẽ giúp cho bạn có thể cảm thấy vai gáy của mình thoải mái và thư giãn hơn rất nhiều khi mà bạn sử dụng xoa bóp sản phẩm dầu xoa bóp Shinshin Hàn Quốc này lên vùng vai gáy của mình. Ngoài ra Nga thấy còn một công dụng vô cùng hữu ích mà vấn đề này chúng ta rất hay gặp thường xuyên, đó chính là những vết ngứa do côn trùng đốt cắn ở trên cơ thể của chúng ta thì bạn có thể sử dụng ngay sản phẩm này bôi lên vùng mà chúng ta bị côn trùng đốt thì nó sẽ giảm ngứa ngay lập tức trên da và khiến cho mình cảm thấy thoải mái hơn, không còn bị ngứa ngáy nữa. Vâng, sản phẩm này có rất là nhiều công dụng hữu ích mà gần như những các vấn đề trên chúng ta rất thường hay gặp trong cuộc sống đúng không ạ? Vì vậy nên bạn hãy có sẵn sản phẩm này trong nhà để chúng ta có thể sử dụng bất cứ lúc nào mà chúng ta cần thiết. Và bây giờ thì Nga sẽ hướng dẫn bạn sử dụng sản phẩm làm sao cho đúng và hiệu quả nhất nhé. Vâng, đây là sản phẩm dầu xoa bóp nóng Shinshin Hàn Quốc của chúng ta. Bạn có thể nhìn thấy sản phẩm rất rõ ràng đúng không ạ? Sản phẩm được đặt trong một bao giấy bạc rất là chắc chắn. Và trên thân của bao bì thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ lô sản xuất và hạn sử dụng tháng 8 năm 2021 đúng không ạ? Và bây giờ thì Nga sẽ bóc sản phẩm và hướng dẫn bạn cách sử dụng nhé. Đây ạ, sản phẩm được đựng trong một chai nhựa màu trắng và có nắp màu xanh. Và cách sử dụng như sau. Chúng ta mở nắp chai. Bạn có thể quan sát thấy cái quy cách của chai đúng không ạ? Như thế này nó sẽ ngăn cho việc dầu bị rơi ra ngoài. Chúng ta chỉ cần ấn nhẹ đầu của chai dầu vào vùng mà chúng ta muốn lấy dầu để thoa. Ví dụ như tôi đang sử dụng ở phần mu bàn tay như thế này thì khi dầu ra tay thì chúng ta sẽ xoa và massage đều vùng mà chúng ta đang muốn thuốc tác dụng tới. Dầu nóng Shinshin thì ở dạng nước màu trắng và có mùi rất là thơm, thư giãn nên khi mà bạn sử dụng thì cảm thấy rất là thoải mái. Và khi xoa như thế này thì những vùng mà chúng ta bị đau như đau lưng, đau cơ, đau khớp hay đau mỏi vai gáy thì rất dễ dàng cắt những cơn đau đấy giúp cho bạn. Và những vết bầm tím do chúng ta lao động hay thể dục thể thao thì cũng sẽ được dầu đánh tan. Ngoài ra những vết côn trùng đốt cắn thì chúng ta xoa dầu vào thì nó cũng sẽ giảm ngứa cho. Vâng. Đây chúng ta chỉ cần massage dầu và xoa bóp lên vùng mà chúng ta muốn thuốc tác dụng để giảm đau. Một lưu ý khi sử dụng sản phẩm đó là chúng ta không dùng cho vết thương hở, phụ nữ đang có thai và cho con bú hoặc trẻ em dưới 8 tuổi thì cũng không nên sử dụng sản phẩm này. Đó là toàn bộ cách sử dụng của sản phẩm. Vâng, vừa xong thì Nga đã chia sẻ đến bạn
công dụng cũng như cách sử dụng làm sao cho sản phẩm dầu xoa bóp nóng Xin Xin Hàn Quốc có thể phát huy tác dụng tối đa nhất, giúp cho bạn có được sức khỏe như mình mong muốn. Sản phẩm tuy rất là nhỏ gọn nhưng lại đáp ứng được sự thuận tiện khi mà bạn sử dụng nó, đúng không ạ? Và nếu như bạn đang bị các vấn đề như Nga vừa kể trên thì bạn hãy sở hữu ngay cho mình sản phẩm dầu xoa bóp nóng Xin Xin Hàn Quốc để chúng ta có thể nhanh chóng cắt giảm các cơn đau trên cơ thể, giúp cho cuộc sống của chúng ta chất lượng được nâng cao hơn. Hoặc nếu như người thân trong gia đình nhà bạn đang có những triệu chứng về sức khỏe như vậy thì bạn cũng có thể dùng sản phẩm này để trao tặng cho người thân của mình, giúp cho người thân của mình cũng có được sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì bạn hãy truy cập ngay vào trang web Korea Shop 24h mà Nga để sẵn đường link dưới phần mô tả video này, hoặc bạn gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline của chúng tôi là 0979 149 256. Với tiêu chí chất lượng là uy tín nên tất cả sản phẩm của Korea Shop gửi tới bạn luôn luôn là những sản phẩm chính hãng của Hàn Quốc. Vì vậy, bạn hoàn toàn yên tâm có thể đặt hàng tại Korea Shop mà không cần phải ngần ngại bất kỳ một lý do gì cả. Hãy nhanh tay gọi điện cho chúng tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.